Thế thì bạn một cái con DAC cao cấp đến từ Onkyo, con này còn nguyên thùng xốp luôn, model là DAC 1000, con này dạy mã 32 bit nha các bạn, dạy mã 32 bit nhưng mà nó không phải là DSD, BCM 32 bit thôi nha, 32 bit 192 kHz, máy còn thùng và còn xốp luôn đó. Cực kỳ mới nha. Đây là cái máy. Con này được đánh giá rất là cao, ngang ngửa những cái con như là Luckman DA200. Nhưng mà giá con này rất là hấp dẫn luôn. Mình bán 7 triệu 8 thôi, 7 triệu 800 ngàn thôi nha. 192 kHz 32 bit, trong khi Luckman DA200 nó chỉ là 24 bit thôi. Mặt tiền cực kỳ mới, điện 100V nha. Onkyo DAC 1000 thì ai chơi giải mã thì sẽ biết nó cực kỳ hay. Đường vào thì nó có cáp quang đồng trục và các máy tính Made in Malaysia. Đường ra thì nó có RCA và đường ba lăng nữa. À, rất là ngon. Con này mình nghĩ nó làm ra để cạnh tranh với cái con DAC 200 của Luckman. Các bạn thấy cái thiết kế nó cũng rất là giống. Phía trước thì đây là chuyển cổng nè. Đây là nút nút để hiển thị và tần số lấy mẫu hoặc là hiển thị cái cổng vào. Dimmer là cái nút tắt màn hình hoặc là mờ. On standby tắt nguồn mở nguồn. Rồi, còn đây là nút tắt nguồn chính. Tắt nguồn mở nguồn này ví dụ ngày chúng ta hay xài thì chúng ta tắt này. Mà đi đâu mà vài ngày không xài chúng ta tắt luôn nguồn này. Để cho nó không ngâm điện. On cái ô logo nó khắc chìm. 7 triệu 8 thôi nha. Bây giờ mình sẽ test nhạc luôn. Bên mình có bán USB ổ cứng chép sạc nhạc chất lượng cao. Một USB là 128 GB 800 ngàn. Còn ổ cứng là 1000 GB giá 2 triệu.
từng ngày qua, từng kia.